Nạo như thế này nó vừa nhanh mà nó không sợ cái chín cái sống mà. Cái này đảo qua qua một tí thôi, rồi tầm chín tới để ăn dần. Cháu thái nó cái kiểu như là cái dày cái mỏng á. Thái mình cho cái thớt mình thái phải không? Không, thái tay nó cứ cầm tay như cô vừa lấy cho cô thái. Ủa, thế thì thái làm sao được sợi như này? Không, rồi đây, thái, cứ thế này thôi. Miếng này ăn cả miếng này. Để ăn thế nó nhanh chán. Mà nó hay bị dính vào nhau. Nó xào nó không kỹ. Sắp được cái này đang chỉ đấy. Chỉ chứ. Được khéo rồi lại khéo lâu quá lại muộn rồi phải không? Lâu cơ. Bỏ đây cho sáng. Cứ khéo cố khéo. Đang được kim đâu? Cứ đang đi bẻ cái bông vừa bẻ xong. Thế bảo là một lần sau cũng vẫn đau hết hai bên ngực một lần. Đau hai ba ngày rồi là thấy là đau lâu ghê rồi đấy. Bốn năm hôm nay rồi mà vẫn chưa thấy gì. Cháu mà bị nha, tầm chết cách dạ. Đến ngày bị cháu hay bị đau bụng dưới. Đấy thì chưa thấy đau bụng gì. Đau bụng dưới. Cháu mà cứ bắt đầu nhâm nhẩm đau bụng dưới là hai vợ chồng cháu hay cái kiểu là từ những ngày đấy để đi là đầu nào đó. Không phải đầu nào mà ý là bắt đầu nhá, từ bắt đầu ngày nhâm nhẩm đau bụng dưới là nó bắt đầu dính. Không, cứ đau bụng dưới là bắt đầu từ lần đấy đi nhà cháu quan hệ là không dùng bao nữa. À, còn đâu lúc đấy là không dính đó. Lúc đấy là không bị dính nữa. Tại vì lúc mình đau bụng dưới là mình đang kiểu như là nó đang chuẩn bị ấy rồi. Nó liêm mạc cứ nó bảo là chỉ trong tầm độ 15 ngày đó. Nói chung là cứ sạch là đến 15 ngày. Đấy. Vô thì cũng chỉ ấy thôi, cần cho ra nhưng mà cô chỉ sợ lúc vừa mới sạch được mấy hôm ấy. Sạch mấy hôm.